lạc dương thanh gia hồn để nhìn đại hoàng văn tấu phương cô để nhìn đại hoàng thương đức một nhà quê lắm thank you.
Sơn thôn bản hạt nơi đây mọi người được sức khỏe, ban cho đất thà và đất nước được thái bình, dân được no ấm đầy đủ, nhưng nhà nhà phải làm việc thiện, mọi người phải có tâm bồ đề, có đức từ bi. Lạy cô, ban khen cho họ Nguyễn nhất tâm nhá. Họ Nguyễn rất là nhất tâm. Có họ Nguyễn thì nơi đây cô mới được về đây để giáng ngự nơi đây. Chứ ở khu vực này là không có đâu. Đền nào được linh ứng như cái đền này đâu. Hôm nay cô về đây cô hoan hỉ vui vẻ lắm. Cô có bàn dành bàn rượu. Ban khen cho cung đàn tiếng hát Tây Quỳnh, Tây Quế nhà nào được đấy nhá. Vương côi thành giá
sân trùng nghề ta đào nhập thân môi yên ngang sừng sững nghe phút cao giữa trời you.
trăm hoa xinh đẹp tươi, kia người giàu có đầy đầy nồng hoa là tươi, chim bay nó lo sao còn cất. Chúng tôi đó ông chân
Thank you.
Dâng lên
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cầm ban sát chỉ công hầu để nước ra uy nghiêm. Chúng làm bạc nghi kỷ
Thank you.
dày thì gia chung họ cũng có những cái sinh hoạt và tiên thắng cuối cùng phòng lễ sinh hoạt sinh chân thủy đã được chúng tôi những người là bóng lớn như tới nhá. Dạ, ban khen cho đồng Tây Quỳnh, Tây Quế, cung đàn tiếng hát, ban khen cho bắt ra trang họ nhà nào lộc đấy. Quan. Đấy, quá lớn đấy ạ. À.
xoay ngần đi lại là đôi vòng hồng chiếu sáng y nhì nam mình còn vua ủy quốc đồng 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 trong tứ hải.
Tay Quỳnh, Tay Quế cung đàn tiếng hát, ban khen cho dân thôn bản hạt nơi đây được nhà nào được đấy, già thì mạnh khỏe, trẻ thì bình an nhá. Chung 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 ch
Thank you.
văn nhiều võ lương văn đáo đàn đầy chuyện văn võ đôi. Sớ điệp dâng lên kim ngân, sớ điệp dâng lên nga quan tuần tấu đôi nhà chúa phê cho tường phê cho nhị tình trường sinh. Đôi chú trường sinh phê cho đôi chú trường sinh nhân cửa nhà phu quý vinh thọ trường phê cho giống mạnh đôi đường. Chính cho đến khang ninh thọ trường từ nay thoát khỏi tai ương. Dẹp đường, dẹp chợ nhá, trong ấm ngoài êm nhá. Khen cho mấy
mình hôm đấy không đàn tiếng hát cho bách ta chăm họ nhà nào đấy, già thì mạnh khỏe, trẻ thì bình an. Tập đã hoàn đạo, ta đua chàng.
Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.